Các bạn tập trung. Ngày hôm nay cô sẽ dạy cho chúng ta về cách phát âm. Như các em đã biết, để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp thì cách phát âm là một yếu tố rất là quan trọng. Chúng ta phải phát âm chuẩn, phát âm đúng, rõ ràng thì người ta mới hiểu mình hát cái gì. Còn nếu mà nghe mà người ta không hiểu thì hát làm gì nữa, đúng không? Rồi, bây giờ đầu tiên cô sẽ đọc một câu và chúng ta lắng nghe và lặp lại nhé. Câu này khó nha. Lúa nếp là lúa lép lọ. Khó quá. Cười cái gì? Hồi nãy đã nói khó rồi mà. Các em có biết là cô đang rất là cố gắng để đọc sai không? Để chúng ta thấy được cái đó là không đúng. Để mà một lát nữa em sẽ không đọc theo cô. Đúng không? Vỗ tay. Bây giờ chúng ta phải đọc từ từ, chậm rãi. Chậm mà chắc, còn hơn nhanh mà sai ha. Lúa nếp là lúa nếp non. Lúa lên lớp lớp, lòng nàng lần lần. Cô đúng rồi, video vỗ tay. Còn câu nữa nha. Đầu làng bông, bông măng bát mắm. Cuối làng bông, bát mắm băm măng. Kệ cô đọc đúng nữa rồi, vỗ tay. Cần quá mới nhớ rồi. Học trong lớp mà không nghe mấy cô vậy trơn trời. Rồi, bây giờ là bạn nào à? Lặp lại cho cô. Mời em. Dạ cô là lúa nếp là lúa nếp. Rồi xong, bỏ mà xuống luôn. Sai rồi ha. Em Doraemon. Lúa nếp là lúa nếp mon. Lúa lên lớp lớp, lập là lớp lớp. Rồi mời em ngồi xuống luôn nha Doraemon. Ồ đúng mà cô. Đúng cái gì mà đúng, cãi không? Ở đây cô lớn nhất. Nghi ngờ quá à. Nguyên một dãy nè. Sai. Sai. Đúng. Để cô thử. Dạ. Rồi. Dạ thưa cô, một bộ trống bao gồm kick, snap. Thường cái gì vậy em? Tập trung. Muốn ra ngoài chơi không? Lật lại cái bài kia. Kỳ cục hết sức. Tại sao không ai đọc đúng giống cô hết vậy? Kỳ quá kỳ. Em đọc được không? Khỏi lắc nhìn mặt biết rồi. Còn em cười cái gì? Vui lắm hả? Đọc không đúng mà vui vui. Được không? Mời em. Dạ. Lú lép lòng. Dạ lại. Lúa nếp là lúa lòng. Rồi xong bỏ ha. Ở đây không có bán cháo lòng, cũng không có ai ăn cháo lòng. Cuối giờ bạn nào muốn ăn cháo lòng thì liên hệ bạn này. Đó. Không lẽ cả lớp mà không ai đọc đúng à? Không lẽ cả lớp không ai giỏi giống tôi? Kỳ vậy. Tại sao vậy? Cái lớp gì vậy? Cô ơi. Em xung phong muốn đọc ạ. À. Em hả? Mới quá, khó tin quá. Không có được đâu cô, làm sao mà làm được? Con mà làm không được, ai làm được? Chờ. Lúa nếp là lúa nếp non, lúa lên lớp lớp, lòng nàng lân lân, đầu làng bông, băm măng bát mắm, cuối làng bông bát mắm băm măng. Wow. Oh my god. Vỗ tay. Em ngồi xuống. Xuất sắc quá. Đó. Quê chưa? Ăn may quê, cô. Ăn may cái gì, người ta giỏi. Vỗ tay. Một mình bạn vỗ thôi, vỗ tay. Quê luôn. À, thôi mình học tiếp nha. Bây giờ cô đọc. Cứ mỗi vế vậy đi rồi mình lặp lại. Chứ mình đọc một lèo nãy giờ mình sai hoài ha. Lúa nếp là lúa nếp non. 2, 3. Lúa nếp